Các thiền nam tử ở trong đình kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, ở trong thanh tịnh tâm an ổn rồi. Bỗng nhiên tự có niềm vui vô hạn tự phát sinh ra, trong tâm vui mừng không thể kềm chế. Giảng: hữu bỉ định trung chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch. Người tu đạo này định lực sâu một chút, ở trong định này nhìn thấy sắc ấm đã tiêu, người này đã hiểu rõ ràng thọ ấm. Sứ thanh tịnh trung, tâm an ổn hậu. Trong định thanh tịnh, tâm người này rất an ổn, không có một mảy may tạp niệm. Trong lúc đó, thọ ấm là phát sinh tác dụng. Hốt nhiên tự hữu vô hạn hỷ sanh, bỗng nhiên sanh ra sự vui mừng vô hạn, không có hạn lượng. Tâm trung quan duyệt, bất năng tự chỉ. Trong tâm không biết vui đến chừng độ nào, vui đến cực điểm, muốn ngừng cái vui này cũng ngừng không được. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Vô hạn hỷ sanh. Hỷ của người này là cái hỷ phát cuồng, không phải là cái hỷ chân chánh. Tự mình cảm thấy vui mừng, người chung quanh nhìn thấy tức là phát cuồng. Kinh an là hỷ lạc, nhưng không phải cái hỷ lạc phát cuồng, cũng không phải tay chân múa may vừa ca vừa hát nói mình được giải thoát rồi. Quý vị nhìn thấy đoạn văn sau này nói có người vừa ca là vừa hát vừa nhảy múa. Như một vị giáo sư nào đó nói, Hàn Quốc có người khai ngộ. Tối về đến miếu của vị tỳ kheo ni làm việc dâm dục, nhìn thấy gà cũng làm việc dâm dục, nhìn thấy chó cũng làm việc dâm dục. Người này nói mình đã giải thoát rồi. Thật không phải như vậy, mà là đã phát cuồng quá điên rồi. Kinh an thì sẽ không phát cuồng. Kinh an chỉ là một loại cảm giác, mà người này đối với cảm giác lại phát cuồng lên. Vì thế, đó là vô huệ. Người này không có trí huệ. Vô huệ tự cấm là mình cũng không biết bản thân của mình như thế nào. Không có cách nào ngừng nghỉ. Ví dụ, không thể ngưng được tiếng cười của mình. Tiếng cười không ngừng được, cao hứng, vui vẻ vô cùng. Bản thân mình khinh an mà không đắc ý, hí hửng quá. Khinh an là người này cảm thấy có một cảnh giới khinh an, rất là vui vẻ. Không phải cười lớn như vậy hoặc là khóc lên. À, chúng sanh thật đáng thương, tôi muốn độ chúng sanh. Không có cử chỉ hành động như vậy thì không thức thố. Người này chính là đã thức thố, là mất đi tư cách của mình. Người thường nhìn thấy biết là người đó đã phát cuồng quá điên rồi. Quý vị xem, nếu bỗng nhiên có một người đến đây vừa hát vừa sướng là vừa nhảy múa ở chỗ này nhảy lung tung, quý vị nói đó là cái gì? Đó gọi là khai ngộ chăng? Gọi là kinh an chăng? Kinh an sẽ không nhảy lung tung như người này. Loại cảnh giới này tức là quên hình. Bản thân người đó đã do vui quá, quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực. Kinh an thì có trí huệ, mà loại kinh an này chỉ biết khoái lạc, ngoài ra không biết gì cả. Phát cuồng như thế không có trí huệ. Người này còn nói thần quỷ đã đến đây, rồi lại nhảy, lại múa, lại lộn vòng. Một vài người đó cũng như vậy. Tôi ở Tây Nhã Đồ Xích Thổ, mắng anh ta là ma con. Đệ tử của người này trở về nói cho người này biết, người này lại tác pháp muốn cho tôi chết. Người này làm phép làm luôn 3 ngày đêm. Chẳng những tôi không chết, mà người này lại nhức đầu không thể tưởng tượng, sắp đi đời luôn. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Nguyên văn: âm Hán Việt. Di hai, chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. Thử danh kinh an, vô huệ từ cấm, ngộ tắc vô cửu,
phi di thánh chứng. Dịch: đây được gọi là cảnh giới khinh an mà không có huệ. Để tự ngăn lại, nếu giác ngộ rằng chỉ là tạm thời, không phải thánh chứng, thì không có lỗi. Giảng: thử danh khinh an, vô huệ tự cấm. Đây là một cảnh giới khinh an. Người này không có trí huệ ngăn chặn sự khoái lạc của mình, ngộ tắc vô cửu, phi di thánh chứng. Nếu người này giác ngộ hiểu rõ thì không có vấn đề gì. Đây không phải là biểu hiện của người chứng thánh quả. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Ngộ tắc vô cửu. Nếu hiểu rõ cảnh giới này thì không có vấn đề gì. Còn nếu không hiểu rõ nhược tác thánh giải, nếu nói rằng mình khai ngộ rồi hoặc đã được giải thoát thì xong đời, đã bị tẩu hỏa nhập ma. Từ ý nghĩa của hai câu này, quý vị đã biết người này đã tẩu hỏa nhập ma. Phải quy nạp đoạn văn trước và sau mới có thể hiểu rõ. Không nên cứng ngắc chấp chặt vào một câu văn mà không biết linh động. Đệ tử: ý của sư phụ có phải là nếu như người này biết cảnh giới này, nhất thời không có cách nào khống chế, trong tâm hiểu rõ, còn bên ngoài vẫn là điên điên khùng khùng, vẫn có thể được? Thượng nhân: nếu người này đã hiểu rõ thì sẽ không phát cuồng. Đoạn sau sẽ không có cảnh khi thấy người sẽ tự ca tự múa, hoặc là cái gì đó sẽ không có. Vì không hiểu rõ mới phát cuồng chứ. Không phải trong tâm hiểu rõ mà bên ngoài còn có thể làm như vậy được. Không phải như vậy. Nếu không bị ma nhập thì không có vấn đề gì. Nhược tác thánh giải, nếu nói rằng đã khai ngộ rồi, đắc được cảnh giới nào đó, thì có ma hoan hỷ nhập vào trong tâm phủ. Vì thế gặp người thì tự ca tự múa, hoặc là nói mình đã giải thoát rồi, nói bậy nói bạ như vậy. Như thế đã làm mất đi chánh thọ, không có định lực, nên phải đọa lạc, tẩu hỏa nhập ma. Các ông phiên dịch kinh điển đều cần phải đương cơ lập đoán, quyết đoán kịp thời, quả quyết, dứt khoát, chắc chắn như đinh đóng cột. Phải có tinh thần phán án của pháp quan. Mục hạ thập hàng tự, nhĩ thính bách nhân âm. Mắt lướt xem 10 hàng chữ, tai nghe tiếng 100 người. Cả hàng trăm vụ án, chỉ cần thời gian ngắn là có thể phán xét tốt. Người này đang làm việc mà. Quý vị cần phải biết, người đó uống rượu say, nó không thấy cáo trạng, cũng không thẩm xét vụ án, chỉ chất đống nơi đó. Tôi không tin, cáo trạng đến người này không xem. Chắc chắn trong bụng, chắc đã có dự định. Cầm lên, nhìn, liền phê duyệt. 2-3 chữ rất nhanh. Trong đầu đã có sự tính toán. Cho nên Trương Phi rất là thô lỗ, cũng không hiểu điều này. Vừa nhìn bèn nói: ồ, việc này thật là kinh khủng, làm cho sợ hết hồn luôn. Nguyên văn: âm Hán Việt. Di ba: thì mê tất trụy, chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. Nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phân háo hỷ lạc ma. Nhập kỳ tâm phủ, kiến nhân tắc tiếu. Ư cù lộ bàn tự ca tự vũ, tự dị dĩ đắc vô ngại giải thoát. Thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Dịch: nếu tự cho là chứng đắc thánh quả thì có một phần thứ ma ưa thích hoan hỷ vui mừng vào trong tâm phủ, thấy người thì cười, đứng ở bên đường tự ca tự múa và tự báo rằng mình đã chứng đắc vô ngại giải thoát, mất đi chánh thọ sẽ bị đọa lạc. Giảng: nhược tác thánh giải, nếu như nói ô, lần này ta đã vào hoan hỷ địa rồi, tôi là Bồ Tát hoan hỷ địa. Tắc hữu nhất phần háo hỷ lạc ma, nhập kỳ tâm phủ, thì có một phần gì? Háo hỷ lạc ma thì có loại ma ưa thích sự hoan hỷ nhập vào trong tâm phủ. Kiến nhân tắc tiếu, ư cù lộ bàn tự ca tự vũ, nhìn thấy người thì cười, ở bên đường tự ca lại tự múa, giống như tà bì,
hỉ bì, hiếp bì. Tay thì múa, chân thì nhảy, lại đờn đủ thứ âm nhạc, tự ca tự múa, tự dị dĩ đắc vô ngại giải thoát. Tự bảo rằng đã chứng đắc vô ngại giải thoát, thích ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Đây cũng là mất đi chánh định, chánh thọ, loại chánh tri, chánh kiến này. Mất đi lý trí, chánh tri, chánh kiến, tương lai sẽ bị đọa vào địa ngục. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Háo hỷ lạc ma. Đây không cần phải giảng cũng hiểu là hỷ lạc đến cực điểm nên phát cuồng. Rồi sao đây? Người đó có chữ ma, vui mừng đến cực điểm nên phát cuồng. Đó là cảnh giới ma, không phải là điều hỷ lạc chánh đáng. Có chữ ma nên cái gì cũng đều hiểu rõ. Có một loại khuẩn, ai ăn rồi thì sẽ hoan hỷ không ngừng nghỉ. Loại khuẩn này là một loại cỏ thuốc, không phải là loại ma gì. Loại người đó là đã uống lộn thuốc, hoan hỷ không thể ngừng nghỉ được. Khuẩn tức là mushroom, một loại nấm. Khi phiên dịch chú giải, không cần phải nói tà bì, hỷ bì, hiếp bì, chỉ nói phát cuồng là được rồi. Tà bì không phải lâu dài, quý vị dùng phát cuồng ai cũng biết. Nếu nói tà bì thì hoặc là một thời kỳ nào đó không có tà bì, người ta sẽ không biết được. Tôi giảng như thế là để đưa ra một ví dụ, chứ không phải nhất định phải đưa vào tà bì. Các ông người hiện tại hiểu tà bì, qua 500 năm hoặc là hình bóng của tà bì không còn nữa, phiên dịch các ông nhất định phải nhìn xa một chút. Này ông phiên dịch ra như vậy, người sau này có hiểu hay không? Ông không nên hôm nay lưu hành thứ gì thì phiên dịch thế đó. Người đời sau không có tên này thì sẽ không hiểu, sẽ hỏi cái gì gọi là tà bì á. Bất luận lúc nào cũng không thể đóng cửa làm xe, nhắm mắt làm liều, rời xa thực tế, chỉ theo ý chủ quan của mình mà làm việc, không cần biết đến thực tế khách quan. Đóng cửa làm xe thì khi ra bên ngoài thì không thể thực hiện được. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Ha ha ha,